Mình tên là Từ Thị Kim Như, mình 21 tuổi, mình đến từ Tây Ninh. Mình cũng có ước nguyện là mình được giảm cân, với lại được đẹp, với lại thứ nhất thứ hai nữa là mình muốn có đứa con, với lại ước nguyện mình là mặc đồ đẹp thật nhiều. Mình năm 21 tuổi rồi, là mình kết hôn đã được 1 năm rồi. Cô tên là Nguyễn Thị Hồng, năm nay 64 tuổi. Cô là mẹ chồng của bé Như. Thì nói chung là thấy cháu mập quá rồi nhiều bệnh ấy, thì cũng muốn là cho cháu giảm cân để cho cháu nó khỏe, thứ nhất là khỏe thôi, thứ hai nữa là có đứa con, rồi cái thứ ba nữa là để lấy vóc dáng rồi được chồng yêu thương thì mãi mãi, để cho đừng có nhiều người họ kỳ thị về cái người mập á. Mập quá, mặc đầm này kia đi, người ta cứ kêu hồ lô rồi này kia, nên mình cũng mặc cảm, nhưng mà mình cũng ráng cho qua. Bác sĩ mới kêu là mình đi khám bệnh đi, rồi mình thử máu rồi ra đường, tiểu đường này nó đường lên tới 220, lượng quá cao, với lại huyết áp là cao lắm, với lại rồi gan nhiễm mỡ. Mình ăn quá nhiều dầu mỡ nên nó nhiễm mỡ trong nó nhiều lắm, xương khớp nhiều khi mình bán ngoài chợ cái đi đứng cái nó đau khớp đau lưng, cái mình chịu không nổi. Nhiều lúc chỉ sử dụng như thuốc tây để giảm đau thôi, chứ không có hồi nào mà ấy được. Nó mập cái nó ra nhiều lắm, nhưng mà tại vì mình cũng biết là mình mập, mình buồn á, mình giấu nó vô, chứ thật sự là mình đau lắm, mình không có nói ai được hết á. Xong rồi mua thuốc, ba thuốc giảm cân rồi uống này kia, nhưng mà nó chỉ giữ được số ký của mình thôi, hoặc là nó giảm chừng 1 ký thôi, nhưng mà nó rất là mệt mỏi, nó làm cho mình choáng váng, mình không chịu nổi. Xong rồi mình mới ngưng không uống nữa, là nó cứ ngày càng nó bùng phát lên. Bên trong em cũng muốn giảm cân dữ lắm, chứ mà không muốn đâu, nhưng mà tại mình không có cách nào để giảm cân nữa, nên mình cứ phải im lặng vậy á. Hôm nào mà nó lên huyết áp mệt á thì em nằm trong phòng. Nhiều khi nằm trong phòng thì chồng nó cũng hỏi là bị sao, cái nó rót nước này kia cho uống, chứ không có, nó không bỏ bê mấy. Nó được cái là anh cũng thương em lắm, em không có bỏ em cái gì hết á. Mệt mỏi thì anh cũng ra anh thuốc này chia cho em, anh cũng biết mấy cái đó. Tất cả những vùng trên cơ thể của em là đều như mỡ hết, nhưng mà bây giờ em giảm thì chị sẽ tập trung giảm cho em toàn thân trên, có nghĩa sẽ bao gồm là vùng bụng nè, hai bên eo nè, hông nè, mỡ lưng xoài, cái phần đùi. Và đặc biệt là nhìn vào em thì thường là bụng không phải là quá to lắm, nhưng mà thường là em bị cái vai với cái bắp tay và mỡ nồng cầm là cái vùng như thế này là tích rất là nhiều luôn. Em có hình dung được cái dáng của em là dáng mình là tam giác ngược không? Có nghĩa là cái đáy hình tam giác là ở dưới, có nghĩa là vai thì to nè, từ đây trở xuống là bắt đầu nhỏ dần. Thực ra ở phía đây nhỏ nhưng mà em lại tích là hai bên mỏ đùi, có nghĩa là chữ V ở đây nè. Chứ còn cái má đùi ngoài của em là vẫn ok, vẫn bình thường. Nếu khi mà em đi thì thường em dễ bị cả ở hai bên đùi đúng không? Và phần bụng ra thì chị kiểm tra ha, thì chị xin phép em mở lên cho chị kiểm tra. Em đang có mở là vùng bụng trên nè, bụng giữa, bụng dưới, hai bên eo hông, mà hình như là em mất eo luôn. Mất eo là như là chưa sinh em bé, nhưng mà hầu như là mở cái vùng hông là em tập trung rất là cực kỳ nhiều luôn. Hai cái khối này rất là to, và khung xương của em nó tuốt ở trong này nè. Cái này chỉ là mở thôi, thành mở của em cũng dày nữa, có nghĩa là cái thành mở là từ độ dày từ đây vào. Thì như thử hấp bụng lại cho chị thao xem, hấp sâu hết cỡ rồi thở ra bình thường. Thì ra thì em thấy là hiểu được là cái lượng mỡ của em nó gấp khoảng 2-3 lần so với bình thường luôn. Đúng rồi. Như thế này, ngoài ra khi em vẫn đứng như đây thì hai bên cái mở mắt, khi mình mở ngực á thì thường là em sẽ bị hai cái cục này là nhiều lòi ra. Thường là ngực thì cũng vừa vặn thôi, nhưng mà ví dụ như cái size của em nó sẽ tăng lên khi mà em bị hai cái cục mở mắt ở bên này. Và đặc biệt là khi mà em khép tay lại nó khó, lý do là em cái vùng tam giác là tay, xoài và phần nách, tức là em đều tích mở hết. Ví dụ như đây là phần mở bắp tay nè, như còn đặc biệt là có cái phần cơ tay nữa, mở tay là đây. Khi mà em gồng lên như thế này á, thì em thấy là quá bự. Nếu mà giảm á, thì thiệt ra là chỉ cần là như tiết chế là chế độ ăn uống. Nếu mà theo phác đồ giảm trung bình 1 tháng thì em có thể giảm từ 8 đến 10 cân. Giống như em cơ phối hợp tốt với bệnh viện thẩm mỹ thì chắc chắn sẽ giảm được. Em ước nguyện em là 30kg hoặc là 35kg cũng được. Nói chung là em phải đẹp, phải thật là đẹp, với lại mặc đầm thật là đẹp. Thật sự rất là mong muốn là bóc dáng đẹp để mặc cái đầm. Vì bản thân mình, vì gia đình, vì mẹ, rồi vì chồng. Nói chung ai cũng ủng hộ em hết, nên em quyết định là em phải giảm cân. Nói chung là ai cũng thương em hết.
em cảm nhận được tình cảm đó. Nên em quyết định phải giảm cân thật đẹp để không phụ lòng mẹ. Tại vì cân nặng mình quá nhiều. Cân nặng hiện tại giờ là 95kg. Em là cao 1m bao nhiêu nha? 1m6. 1m6, 95kg. Bây giờ đang cấy thêm chất rồi á, em có cảm giác gì không? Em cảm thấy bình thường và không có gì hết. Còn là sợ hồi còn hồi hộp không sợ? Dạ không, hết hồi hộp rồi. Mọi người ơi, ai mà có mỡ bụng hay là mập giống mình nè, hay hắn đi làm đi, không có đau, không có gì hết á, mà còn được giảm ký nữa. Em đặt niềm hy vọng vào đây rất nhiều. Viên thẩm mỹ Korea, thương hiệu giảm béo Việt Nam, tổng đài 1900 0361, hotline 0911 85 9999.